Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy vừa làm xong không Marukuri của chiếc xe Innova Venturer. Đây là bản đặc biệt của Toyota nha các bạn, màu đỏ ha, khá là đẹp. Xe này biển số thành phố luôn, biển số khá là đẹp nha. Thì chiếc xe này đã được bên Huy kiểm tra 176 hạng mục và cấp giấy chứng nhận về chất lượng xe. Xe không có bất kỳ lỗi gì cả. Những sản phẩm bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cung cấp thì luôn cam kết đến các anh chị và các bạn là xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rã đại tu nha các bạn ha. Cho nên là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe. Đây là những chi tiết mà chủ xe gắn thêm để tránh việc trầy xước. Nó kết hợp với cái mâm màu đen này, nó tạo nên cái một cái vẻ đẹp khá là thể thao cho chiếc Innova Venturer này. Về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu thì các bạn xem qua, nếu như mà ở đường trong đô thị thì 11,4 lít, còn về đường ngoài đô thị thì chạy chỉ là 7,8 lít thôi các bạn. Kết hợp nó là 9,1 lít, cũng khá là ấn tượng với một chiếc xe 2.0 số tự động sử dụng cho gia đình này. 8 chỗ rộng rãi nha các bạn. Innova là một trong những sản phẩm mà rất là rộng rãi, mẫu xe khá là đẹp. Vỏ xa cua thì chưa chạm đất luôn nha các bạn. Gầm nhuống thì còn nguyên bản hết. Các anh chị và các bạn nào mua những cái mẫu xe lướt này về sử dụng thì mình sẽ tiết kiệm được khá là nhiều chi phí nha các bạn ha. So với việc sở hữu một chiếc xe mới thì những chiếc xe lướt như thế này không khác gì nhiều so với một chiếc xe mới. Mình sẽ tiết kiệm được những cái chi phí phần thuế khá là nhiều. Vỏ, mọi thứ còn rất là đẹp. Thì sơ lược về phần ngoại thất cho các anh chị và các bạn xem qua, thì hầu như nước sơn thì còn nguyên bản, còn rin khá là nhiều. Và về phần nội thất cũng như là động cơ thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn xem thêm về phần nội thất và phần động cơ để đánh giá về chất lượng của chiếc xe Toyota Innova Venturer 2020 này nha các bạn. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây, Huy mời các anh chị và các bạn xem về phần nội thất bên trong. Thì chủ xe rất là kỹ trong việc bố trí ha, những cái khay để ở phía sau để tránh việc khi mình để cái đồ đông lạnh các bạn, nó sẽ ướt cái sàn ở dưới. Đây là những cái tấm lót để tránh việc trầy xước cái phần ốp nhựa ở dưới này. Còn này thì ốp lên để tránh việc trầy xước khi mà lên xuống độ sẽ trầy xước cái cản các bạn. Ok, mọi thứ thì đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng rồi ha, các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe nha. Đó. Mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa, hệ thống điều hòa làm lạnh rất là nhanh và lạnh cực kỳ là sâu nha các bạn ha. Đây. Đó. Mọi thứ còn nguyên bản. Ở trên trần thì có dải đèn ánh sáng màu xanh dương, khá là đẹp. Đó. Có hệ thống cái này công tắc điều khiển điều hòa tự động nha các bạn. Còn cái này là cái khay để hành lý, để đồ ăn đó các bạn, khi mà mình đi những cái đoạn đường dài. Ở dưới sàn thì chủ xe đã lót sàn simili rồi. Còn đây là những cái tấm ốp bảo vệ cái phần nhựa cũng như là phần sơn. 8 chỗ khá là rộng rãi. Cái gì với các bạn nào mua về sử dụng cho gia đình thì rất là hợp lý. Xe này không khác gì xe mới các bạn, mọi thứ còn nguyên bản, số tự động. Về hộp số thì có chế độ Eco Power, mình có thể chạy ở trên những cái điều kiện tải trọng mình sử dụng. Tấm lót cách nhiệt cho phần tắp lo, rồi có camera hành trình, đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động. Vô lăng thì có những cái phím chức năng điều khiển giọng nói, đàm thoại đánh tay đầy đủ các bạn. Các chị mà mua những chiếc xe này về đi, mình tiết kiệm cũng được một khoản tiền khá khá đó các bạn. Bây giờ xe mới thì hiện tại lăn bánh luôn á, đối với chiếc xe Innova Venturer này, thành phố thì nó rơi vào đâu đó khoảng 1 tỷ. Nếu các chị và các bạn mua chiếc xe này thì mình sẽ tiết kiệm được khá nhiều. Hiện tại chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 850 triệu nha các bạn ha. 850 triệu với một mẫu xe Toyota Innova Venturer cực kỳ chất lượng như thế này thì tôi nghĩ là giá cả khá là hợp lý để các anh chị và các bạn tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình.
Thì hiện tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cũng đang có rất là nhiều những cái sản phẩm đang về. Thì các anh chị và các bạn nào mà đang tìm kiếm cho mình một sản phẩm mà chưa có thì vui lòng nhấn like và đăng ký kênh, để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các anh chị và các bạn có thể đến tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại của gia đình mình. Địa chỉ của bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ Landmark 81 tầng, ngay chỗ Landmark 81 tầng nha các bạn ha. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Rồi Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.